Nhan sắc quả cam thường đẹp bất chấp của Hoa hậu Thiên Ân khiến netizen suýt xoa. Nhan sắc của Đoàn Thiên Ân, đại diện Việt Nam tại Miss Grand International khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Mới đây đêm chung kết Miss Grand International 2022 đã chính thức khép lại tại Indonesia. Dù được đánh giá cao, song Đoàn Thiên Ân, đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc năm nay lại không thể đi sâu và dừng chân ở top 20. Dù phải dừng chân từ sớm, song Đoàn Thiên Ân vẫn nhận được sự yêu thương của các fan sắc đẹp nước nhà. Vừa về nước chưa lâu, Đoàn Thiên Ân đã bận rộn với lịch trình. Mới đây xuất hiện trong một sự kiện, Đoàn Thiên Ân đã chiếm trọn spotlight nhờ nhan sắc xinh đẹp của mình. Theo đó, dù qua camera thường, thế nhưng Thiên Ân vẫn tỏa sáng, thu hút sự quan tâm của những người có mặt tại sự kiện. Đáng chú ý, tại sự kiện, Đoàn Thiên Ân đã có dịp hội ngộ Á hậu Quỳnh Châu, Tuyết Như, Minh Thư, Mai Ngô, những cái tên của top 5 Miss Grand Việt Nam 2022. Một số dân mạng đã để lại bình luận bên dưới những hình ảnh của Thiên Ân cùng dàn người đẹp. Nhìn Thiên Ân đẹp xuất sắc luôn đó. Tội Thiên Ân, vừa về nước đã phải tất bật chạy sâu rồi, nhưng nhan sắc vẫn 10 điểm nhé. Thiên An xinh đẹp quá, chấp luôn camera thường luôn. Được biết, để có được thành công như hiện tại, Thiên Ân đã trải qua tuổi thơ cơ cực, đặc biệt là cuộc sống khó khăn khi thiếu vắng tình yêu thương của mẹ. Năm 11 tuổi, mẹ của Đoàn Thiên Ân đã qua đời vì bị bệnh ung thư, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cô đã phải cố gắng vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền chăm lo cho việc học của mình. Không những thế, trước khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Thiên Ân cũng từng làm thêm nhiều nghề, từ bán hàng online cho đến bán mắt kính.